bãi rác Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Một trong hai hợp phần của dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk. Bãi rác được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay. Mỗi ngày tập kết và xử lý bình quân 280 tấn rác theo hình thức chôn lấp. Nước rỉ rác được thu gom và dẫn về ba hồ chứa gần đây. Nước thải này dậy bốc mùi hôi thối ạ và chảy trực tiếp ra ngoài sông, chảy cả ngày cả đêm ạ, ngấm xuống hồ nhà em, làm chết cá của hộ nhà em. Người dân ở xã nông thôn mới Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cũng phải sống chung với bãi rác hơn 2 hecta nằm ngay trên một trong những tuyến đường chính của huyện. Có vách tường bao quanh bãi rác, nhưng vì hết chỗ chứa nên dọc hai bên đường có rất nhiều bãi rác khác. Đơn vị quản lý vận hành xử lý bãi rác này bằng cách rất thủ công, đốt sau đó chôn lấp ngay tại chỗ. Cứ mỗi lần đi qua đây là bốc mùi nó chịu nổi rồi. Khói mù mịt vậy á, đốt rác từ sáng mới sáng sớm là khói mù mịt tới chiều tối vẫn còn đốt. Chính quyền huyện Cư Mờ Ga của tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù đã bố trí đất ở vị trí phù hợp để di dời những bãi rác gây ô nhiễm ngay trong lòng khu dân cư, nhưng không có kinh phí thực hiện nên kế hoạch triển khai xây dựng bãi rác mới vẫn dậm chân tại chỗ. Đầu tư vào một cái nhà máy để chế biến rác thải thì nó đang là khó khăn cho cái việc thu hút. Thứ nhất là ví dụ xây dựng nhà máy lớn thì cái công lượng rác vừa nông thôn vừa thành thị của huyện chưa chắc đã đáp ứng được yêu cầu. Và hơn nữa là gì? Bãi rác thì phải đẩy xa cái khu trung tâm, xa khu dân cư một chút thì đường xá đi lại nó khó khăn. Việc chậm tiến độ hay thiếu kinh phí, thiếu nhà đầu tư để xây dựng các công trình, dự án xử lý rác thải khiến công tác bảo vệ môi trường ở các địa phương càng gian nan.